Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Đông nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình giá tốt nha. Còn chào Đông. Rồi chào anh Thái nha, chào cô chú anh chị nha. Lời nói đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã ủng hộ em cái clip vừa rồi nha. Hiện nay em cũng lên một số cây hoa giấy, nói chung là đang hoa rất là nhiều luôn. Rồi mong cô chú anh chị sẽ xem video và ủng hộ em nha. Rồi địa chỉ vườn em là Tăng Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0784 694 419. Rồi thì để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em lên một cây mã số 1 nha anh chị. Rồi cây này em đã được chiều cao là 85, tán ngang là 65, và là hoành chính nha anh chị. Này làm ghép hồng găng với phớt hồng Sakura, hai màu lên rất là đẹp, thơm tàn rất là tròn luôn chị ơi. Mã số 1 cây rất là đẹp. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu là 220.000 anh chị ơi, 220.000 cái cây mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cây tiểu Ấn Độ anh chị. Này thích hợp cho anh chị mình cho leo gạo nha anh chị. Rồi cái này em đã được chiều cao là 1m1, tán ngang là 75, hoành là hoành 18 anh chị ơi. Rồi mã số 2 này em xin giao lưu là giá là 280.000. Ghép gốc dây tàu anh chị. Dạ, gốc dây tàu rất là to luôn anh chị ơi. Mã số 2, tiểu Ấn Độ. Rồi tiếp theo mã số 3. Số 3 em đo được chiều cao là 1m15, tán ngang là 90, hoành là hoành 16 nha anh chị. Hoành 16, cây rất là đẹp luôn anh chị. Rồi cái này em có là trắng tiết, tím tiết với cam lửa nha anh chị, ba màu. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu là giá là 370.000, 370.000 cho cây mã số 3. Form rất là tròn và đặc của anh chị em. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 4. Cái này em đã được chiều cao là 1m15, tán ngang là 75, hoành là hoành 15 anh chị ơi. Mã số 4, cây rất là đẹp, trắng tiết với hồng găng nha anh chị. Này, có hồng găng mà sao. Rồi mã số 4 này em xin giao lưu là giá là 350.000, 350.000 cho cây mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là một cây tím tiết với tím lửa mới nha anh chị. Rồi cái này em đã được chiều cao là 90, tán ngang là 65, hoành là hoành 17 anh chị ơi. Đây em có hai cái bo nó gớt nha anh chị, có gì anh chị mình về mình ghép thêm được nhiều màu nữa nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi mã số 5 này em xin giao lưu là giá là 330.000, 330.000 cho cây mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là một cây rất là nhiều màu luôn anh chị ơi. Em đo được chiều cao là 95, tán ngang là 80, hoành là hoành 15 anh chị ơi. Mã số 6 em có trắng tiết nè, tím tiết, hồng tiết và red pizza, 4 màu anh chị. Nó đi có gì em kéo lại là tàn, nói chung rất là tròn luôn nha. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu là giá là 350.000, 350.000 một cây 4 màu anh chị ạ. Rồi tiếp theo mã số 7, một cây Ema bonsai nha anh chị. Em đo được chiều cao là 65, tán ngang là 50, hoành là hoành 11. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 200.000, giống rất là mới luôn nha anh chị. Ema bonsai. Mã số 8, mã số 7 anh chị. Rồi tiếp theo mã số 8. 8 là một cây hồng găng, em đo được chiều cao là 90, tán ngang là 70, hoặc là hoành 10 anh chị ơi, hoành 10. Rồi cây mã số 8 này em xin giao lưu là giá là 220.000, 220.000 cho cây mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Cái này em đã được chiều cao là 90, tán ngang là 70,
vào quanh 11 nha anh chị. Này em có là trắng tiết nè, cam lửa với tím pháp nha anh chị, ba màu. Rồi mã số 9 em xin giao lưu là giá là 250.000, 250.000 cho cây mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Cây rất nhiều màu anh chị em. Dạ. Rồi cây này em đã được chiều cao là 70, tán ngang là 65, và lâu anh 11 nha anh chị. Đó thì cây mã số 10 này em có dưa hấu nè là 1 nè, cam lửa là 2, red pizza là 3, trắng tiết là 4 với hồng tiết là 5 nha anh chị. Một cây 5 màu rất là đẹp luôn. Rồi em xin mã số 10 là giá là 280.000, 280.000 cho cây 5 màu nha anh chị. Mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. Cây đế nơm rất đẹp của anh chị em. Dạ. Rồi cây này em đã được chiều cao là 80, tán ngang là 60, và là hoành 17 nha anh chị. Hoành 17. Đó, đây em có là cam lửa, red pizza với trắng tiết nha anh chị, ba màu. Rồi mã số 11 này em xin giao lưu là giá là 300.000, 300.000 cho cây mã số 11. Giá này làm bao sóng bao ship tặng nơi về cho anh chị mình luôn nha. Mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. Cây cái form xòe rất đẹp anh chị em, cẩm thạch nhiều màu siêu bông. Rồi cây này em đã được chiều cao là 85, tán ngang là 80, hoặc là quanh 25 luôn nha anh chị. Cây rất là đẹp anh chị ơi. Đây. Này làm có tím lục bình là 1 nè, rồi tím siêu bông là 2, trắng tiết là 3, hồng tiết là 4. Dạ. Sakura Blaika là 5 nha anh chị, 5 màu. Rồi mã số 12 này em xin giao lưu là giá là 550.000, 550.000 cho cây mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. Và là một cây 2 màu anh chị ơi. Rồi cây này em đã được chiều cao nó là 95, tán ngang là 55, hoặc là quanh 12. Rồi thì mã số 13 em xin giao lưu là giá là 300.000, 300.000 cây rất là đẹp anh chị ạ. Ok, mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. Cái này em đã được chiều cao là 85, tán ngang là 90, hoặc là quanh 20 anh chị ơi, quanh 20. Cây tàn nói chung rất là đẹp anh chị ơi. Mã số 14. Em có trắng tiết nè, cam lửa, red pizza, tím pháp. Đó. 4 màu nha anh chị. Rồi mã số 14 này em xin giao lưu là giá là 350.000. 350.000 nha anh chị. Phơm tàn rất là đẹp. Mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 là một cây trắng tiết đế nơm của anh chị em. Dạ. Rồi cây này em đã được chiều cao là 90, tán ngang là 55, hoặc là hoành 16 nha anh chị. Rồi mã số 14. Một cây trắng tiết em xin giao lưu là giá là 350.000, 350.000 cho cây mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15. Mã số 15 là một cây đỏ red pizza anh chị ơi. 15. Rồi cây này em đã được chiều cao là 65, tán ngang là 50, hoặc là quanh 10 anh chị ơi. Mã số 15, một cây đỏ red pizza. Em xin giao lưu là 220.000. Một màu đỏ rất là đẹp luôn nha anh chị, rất là xuyên hoa luôn. Mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. Em đã được chiều cao là 95, tán ngang là 65, hoặc là quanh 15. Rồi mã số 16 em có cam lửa nè, hồng tiết, trắng tiết, ba màu anh chị ơi. Rồi mã số 16 này em xin giao lưu là 300.000 luôn, 300.000 cho cây mã số 16.
Rồi tiếp theo mã số 17. Mã số 17. Em đo được chiều cao nó là 1m05, tay ngang là 75. Và là hoành 20 anh chị ơi. Không thấy cái lá luôn. Hoa rất là đẹp anh chị. Mã số 17. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 400.000. 400.000 cho cây mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18. Nó cây cẩm thạch tím tiết nha anh chị. Mã số 18. Em đo được chiều cao là 75. Tay ngang là 45. Và là hoành 11. Mã số 18. Một cây cẩm thạch tím tiết em xin giao lưu là 220.000. 220.000. Cây mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. Em đo được chiều cao là 70. Tán ngang là 60. Và là hoành 14 anh chị ơi. Rồi thì mã số 19 em xin giao lưu là giá là 230.000. 230.000 cho cây mã số 19. Trắng tiết như tim bướm nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số 20. Một cây đỏ red pizza tiếp theo anh chị ạ. 20. Em đo được chiều cao là 70. Tán ngang là 50. Và là hoành 11. Rồi mã số 20 này em xin giao lưu là 220.000 luôn anh chị ạ. 220.000 cho cây mã số 20. Rồi tiếp theo mã số 21. Nó được chiều cao là 1m. Tán ngang là 75. Hoành là hoành 11 anh chị ơi. Hoành 11. Đây em có đỏ lửa nè, ruby tím lửa, hồng gân. Rồi tím bướm với trắng malai anh chị, 5 màu. Rồi mã số 21 này em xin giao lưu là giá là 300.000. 300.000 cho cây mã số 21. Rồi tiếp theo mã số 22. Cây cẩm thạch tím tiết nha anh chị. Mã số 22. Em đo được chiều cao là 90. Tán ngang là 80. Hoành là hoành 28 anh chị ơi. Hoành 28. Rồi mã số 22 em xin giao lưu là giá là 700.000. 700.000. Nó hơi bị chạy đây chút xíu nha anh chị. Cây rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo mã số 23. Một cây cẩm thạch nhiều màu anh chị ơi. Rồi cây này em đã được chiều cao là 70. Tán ngang là 65. Hoành là hoành 13. Này em có cẩm thạch red pizza nè. Rồi tím siêu bông nè. Rồi cẩm thạch tím tiết với cẩm thạch trắng nha anh chị. 4 màu. Rồi mã số 23 này em xin giao lưu là giá là 300.000. 300.000 cho cây mã số 23. Rồi tiếp theo mã số 24. Là một cây tiểu Ấn Độ nha anh chị. Ghép gốc giấy ta anh chị em. Dạ. Dòng này nó thích hợp với gốc giấy ta, hòa lên rất là đậm. Rồi cây này em đã được chiều cao là 1m1. Tán ngang là 50. Đâu hoành. Hoành là hoành 17 anh chị ơi. Hoành 17. Rồi mã số 24 này em xin giao lưu là 270.000. Hoa lên cực kỳ là nhiều luôn anh chị. Đó, rất là đẹp. Mã số 24. Rồi tiếp theo mã số 25. Đó là cây cuối clip ngày hôm nay luôn nha anh chị ơi. Đó, một cây 3 màu. Gồm trắng tiết, tím bướm và red pizza. Dạ. Em đo được chiều cao là 90. Tán ngang là 85. Hoành là hoành 17 anh chị ơi. Rồi mã số 25 em xin giao lưu là giá là 350.000. 350.000. Rồi đây cũng là cây cuối clip nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem clip của em và cái kênh của anh Thái nha. Hẹn cô chú anh chị ở clip tiếp theo. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em vào clip tiếp theo nha. Vườn em đông nha.